Mình xin chào các bạn đã trở lại món ăn của Tí Hoàng Vlog nha các bạn. Đây, hôm nay là mình xào miếng xào hải sản. Đây là mình mua hai bịch miếng đậu xanh và một bịch vậy này là được 6 giắt nha các bạn. Một hơi là mình sử dụng một bịch rưỡi thôi. Còn tôm mình mua 4 lạng tôm, mình đã luộc, mình cũng đã lọc vỏ xong hết rồi. Mực mình mua nửa ký mực, mà mực lá nè mình cũng đã trộn qua nước sơ đó các bạn, mình cũng đã khứa như vậy nè các bạn để cho nó đẹp đó. Còn đây là tỏi, nằm đâu 3 củ tỏi, 2 củ hành để khoai mình xào với mực với tôm. Còn gia vị, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng hạt nêm cành no, 1 muỗng bột ngọt. Còn rau cải, đây là 1 củ cà rốt với nấm đơm cô, với nấm mèo. Còn rau cần, đây mình cũng đã sắt ra rồi các bạn. Cái đây là khúc, mình để riêng một bên, mình sắt để hơi mình để trước với lá. Đây là lá nè, để hơi mình để sau. Đây cải thìa, để hơi mình xào nha các bạn. Rồi giờ mình tiếp theo là mình đi xào tôm với mực. Đây, cái chảo mình đã bắt lên nóng, dầu ăn cũng đã nóng rồi nha các bạn. Mình để hành với tỏi vào. Đây mình cho miếng hành vào, tím, tỏi. Mình phi cho nó vàng đi, mình hãy để mực với tôm vào. Tỏi nó vàng nha các bạn, bây giờ mình đổ mực vào trước. Rồi mình cho gia vị vào, bột ngọt, muối, đường. Nêm cà no. Rồi tiếp theo mình để tôm vào luôn. Rồi mình cho một ít vào hào vào. Mình xào này cho nó chín xong rồi mình nhắc ra đổ vào dĩa rồi mình tiếp theo là mình xào cải. Rồi cái phần tôm với mực mình đã xào xong rồi, mình ta múc cho tôm rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình xào nấm đơm cô. Đây mình để hành tím, tỏi, để còn hết luôn, cho nó thơm. Tỏi đã vàng nha các bạn, giờ mình để nấm đơm cô vào. Nấm đơm cô vào trước đi. Rồi tiếp theo là mình để củ cải đỏ, mình cũng đã sắc sợi sợi da nè các bạn, để là vừa luôn. Để gia vị vào luôn nha các bạn. Đường, cho một muỗng đường vào. Bột ngọt. Nêm cà no.
sơ. Khoảng chừng 1 phút là mình phải để cải thìa vào luôn. Rồi mình để cải thìa vào luôn đây các bạn. Giờ cải cũng đã chín rồi nha các bạn, giờ mình để cọng gốc của rau cần á để vào. Nấm mèo mình để luôn. Rồi xong này là mình tắt bếp rồi mình đi bắt nước sôi lên mình trụng miếng nha các bạn. Rồi, bếp. Mình đã bắt nước lên, mình trụng miếng nha các bạn. Trước khi mình nước sôi đó, mình để chút xíu dầu vô. Để hơi mình để miếng vô á, nó không có dính. Đây, mình để miếng vào đây. Đây một bịch, đây là có 3 chất đó các bạn, 6 chất đó các bạn. Sửa mình sơ qua sơ lại. Xào hải sản mình đã xào xong nha các bạn. Các bạn xem thấy có hay có ngon á, các bạn cho mình xin đăng ký và một lượt xem và ủng hộ kênh của mình. Mình xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Mình xin chào các bạn.